Rồi, x là chữ oxy đúng không? X là chữ oxy, phần trăm oxy là mấy? 41,379. Ờ, là phần trăm O là bằng 41,379. Ok. Mà lưu ý là dự đoán nè, như cô đã nói x cộng với HCl, x là hợp chất của Fe, mà x cộng với HCl ra ba chất, thì dự đoán là x có thể là Fe3O4, x có thể là Fe3O4 hoặc là gì, FeCO3 hoặc là FeSO3 cũng có, chưa biết được, đồng ý không? FeSO3 bây giờ là cô gọi x nhỏ là số nguyên tử O ở trong x lớn. Ví dụ như trong x là có, ví dụ có 5 nguyên tử O hay là 7 nguyên tử O đúng không? Vậy nguyên tắc là phần trăm O là bằng gì? Bằng 16 nhân x đúng không? Nhân 100 chia cho m lớn của x. Thì khi đó sẽ bằng 41,379. Đúng không? Vậy rút ra m lớn x là bằng nhiêu? 100 chia cho 41,379 chia 16. Lộn rồi. 100 chia 41,379 nhân 16 nhân x là ra được là 116 chia 3. 116x chia cho 3. Đồng ý chưa? Đúng rồi. M lý bằng 116 chia 3. Chúng ta cho x chạy từ 1, 2, 3. Tính được m lớn x. Cái thứ nhất loại, cái thứ nhì loại, viễn không chẵn. Cái thứ ba ra 116. 116 là FeCO3. Cuối cùng là để dò xem đáp án của con nha. Con làm đi rồi con dò lại đáp án. Bây giờ x của con là con có x là FeCO3 rồi nè. Mình có x là FeCO3 rồi nè. Nguyên tố là gì? Không biết. Tự mà suy nghĩ. Mình có FeCO3 nè, cộng HCl, x là ra FeCl2 nè, cộng khí CO2 nè, cộng với nước. Ở đây là cô không biết X1 là gì, nhưng mà cô đoán được nè. X1 á, với X2 là CO2 với lại CO2 với lại FeCl2 đúng không? Nhưng mà X1 chắc chắn là FeCl2. Vì sao nữa? Vì tác dụng nào hả? Mà ra cái tủ. Đúng rồi, và thứ hai là X1 là tác dụng được với khí clo để ra X5. Thấy không? FeCl2 cộng với Cl2 tê độ lên thì sẽ ra gì? Ra FeCl3. Ừ, đúng rồi. Đó, rồi. X2 tác dụng được với NaOH là FeCl2 là cộng với NaOH để ra X3. Là FeOH 3 lần cái tủa. X4 là NaCl. Rồi X2 cộng BaOH 2 lần. X2 của chúng ta là CO2 cộng với BaOH 2 lần. Nếu chỉ ra X7 thôi thì nó sẽ là BaHCO3 tất cả 2 lần. Đúng rồi. Con nhớ cân bằng không nghe? Nhớ là cái nào con phải chỉ rõ ra ý 1, ý 2 không nghe? Rồi ý 3, ý 4 rồi. Bây giờ ý 8, 9, ý 7 của cô là
BaHCO3 tất cả hai lần nè. Cộng với NaOH thì ra gì con? BaCO3 NaCO3 với nước. BaCO3 cộng Na2CO3. Đúng rồi. Cộng với nước. Như vậy là X8 là BaCO3. Dấu tủa vô. Nhớ cân bằng nha. Rồi, X8 của chúng ta là BaCO3 này. Cộng với 2 lần HCl thì sẽ ra khí CO2. Đúng không? Cộng BaCl2 cộng với H2O. Đúng. X3 của chúng ta là ai? FeCl2. X3 của chúng ta là FeCl. FeOH 3 lần chứ. FeOH 2 lần chứ. X3 của chúng ta là FeOH 2 lần chứ con. Cô đang hỏi gì? 4 lần FeOH 2 lần nè. Cộng với H2O nè. Cộng O2 nè. Ra X6 là FeOH 3 lần. Đúng chưa? À, cô hỏi chương trình số 4 à. Ừ. Rồi X1 chúng ta là FeCl2. Cộng với 9 là ai đó? 9 là Na2CO3. Là ra được FeCO3 là từ đâu? Cộng X4 là NaCl. Quá đúng đúng không? X, Y, Z là ba chất tan nước, như vậy là ba cái nó là phải tan nữa nè. Được dùng làm ba loại phân bón hợp đơn, phân đơn là răng chứa nguyên tố N, P hoặc là K thôi. Để cung cấp các thành phần chính cho nhau, như vậy X là phân đạm đúng không? Đi. X chắc chắn là phân đạm. Viễn cung cấp đạm mà. Ủa, cái lần lượt luôn à? Ừ. Nói cái lần lượt. Đó, để cung cấp mà. Ok. Thứ hai, mà nó là phân đơn mà. Còn Y là gì? Là phân lẫn. Phân lẫn. Còn Z là gì? Phân kali. Phân kali. Rồi. Bây giờ cho NaOH dư vào dung dịch X và đun sôi thấy có khí 12 thoát ra. Mà muốn có khí 12 thoát ra thì nó phải có chứa ion NH. NH3. NH4 cộng. Thì mới ra khí NH3 được chứ. Đúng không? Y cộng dung dịch NaOH. Y cộng dung dịch NaOH là ra khí NH3. Cho nên cô đoán ít lại. NH4. NH3. Không tác dụng với lại... không tác dụng với lại BaCl ra cái tủa này rồi. Từ 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 chờ một xí, chờ một xí, chờ một xí. À, ít chứa NH4 cộng chứ. Chứa đã. Còn cái ý sau nè mọi người. Tiếp tục, ít cộng với BaCl2 cho ra cái gì? BaCl2 cho ra cái tủa. Mà cái tủa trắng là ai? Cái tủa trắng. BaCl4. Vậy cái tủa trắng nó có thể là BaCO3 hoặc là BaCl4. Đúng không? Nhưng mà ít là không tác dụng với dung dịch HCl. Cho nên suy ra là sao? Ít không chứa gốc CO3 hoặc HCO3. Vậy là đúng rồi chứ đang nữa. Nếu bạn bảo là con biết. Ui quýnh vậy. Đúng quá vậy nữa. Rồi, cái thứ hai. Biết, thứ hai không biết. Trời ơi. Thứ hai nè, để cho cái gì? À không. Y tạo cái tủa trắng với Y là phân lân nha. Y cộng với dung dịch Na2CO3 dư. Thì ra gì? Cái tủa trắng. Như vậy là Y phải là gì? Cộng với CO3 dư mà ra cái tủa trắng thì Y vậy là gì? Y phải chứa gốc Ca2 cộng hoặc Ba2 cộng. Chắc chắn luôn. Ok chưa con? Mà phân lân mà tan. Phân lân mà tan mà lại chứa Ca hoặc Ba thì phải là Y là CaH2, BO4 cả hai lần. Ừ, Ca mượn hoặc
H2PO4 tất cả hai lần là hoặc là gì? Ba. Nhưng cái bên phân Ba là không có. Yeah, thường người ta là người ta khai thác phần lân là dạng canxi thôi. Bây giờ tiếp tục thằng Z thì ra. Thằng phân kali nha. Thằng Z đó là cộng với dung dịch AgNO3. Chưa chắc. Rồi. Thằng Z là cộng với cái từ trắng. Ra cái từ trắng thì có thể là gì? Z chứa chứa gì nó không nghe nè. SO4 2 trừ hoặc C là trừ. Đó. Mà Z là không phản ứng với dung dịch BACL2. Cho nên là sao? Z không chứa SO4 2 trừ. Đúng không? Suy ra Z lại. Ừ. KCL. Rồi viết tất cả phương trình vẫn xảy ra. Ủa, KCL tác dụng với lại BACL2 rồi. Không. Nó nằm lại KCL. Cái tụ trắng vào rồi thì nó 3 mà. Ừ. Chọn KCL gì nữa? Nhưng mà không ứng với lại BACL. Thì đâu KCL đâu phải ứng với BACL2 không? Hắn vừa nói xong các lại lãng lãng. Rồi, chúng ta có viết phương trình vẫn thôi. Đó, 4, 2 lần SO4 cộng với nào, H cho là cái gì? NH3 cộng H2 phần thứ hai là NH4 2 lần SO4 cộng với BACL2 là ra 2 lần NH4Cl cộng BACL4 cái tủa. Thứ ba y là CaH2PO4 2 lần cộng với Na2CO3 là sẽ cho ra gì? Cái tủa trắng CaCO3. Cộng 2 lần Na2PO4 tạo cái tủa trắng KCl cộng AgNO3 cho ra cái tủa AgCl cộng KNO3.